bài này bán tiếng nó ra hát nhỉ. Anh nhỉ, bán tiếng xem đi. Cái này quan trọng là chọn được cái bài hay, quan trọng là nhạc nó chuẩn, nó hay hơn nhiều. Đúng rồi. Bài ở đây bài to bài nhỏ.
Chơi là không cần phải nâng tiếng nhé, vì con Tê Chi nó khá là hay rồi, nó có nâng tiếng mic luôn đó, và nhà con Tê Chi nó cũng rất là cao này, rất phê luôn. Cao chào ở đây này. Anh em thấy bác cầm mic xử lý tiếng nhạc rất là hay, tiếng mic rất là hay này. Tất cả mọi chi tiết về bộ karaoke đồng bộ TD này